Nằm trong dự án âm nhạc hướng đến 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và 46 năm thống nhất đất nước, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Giác Ngộ đã sáng tác gần 100 ca khúc nhạc Phật giáo xoay quanh chủ đề quê hương đạo pháp Việt Nam. Hôm qua ngày 18 tháng 4 tại chùa Giác Ngộ Thành phố Hồ Chí Minh, album các ca khúc này đã được ra mắt. Album được chia làm 3 phần với chủ đề về quê hương, thiền và cuộc đời Đức Phật. Trong đó, 23 ca khúc về quê hương ca ngợi đất nước Việt Nam non nước hữu tình với nhiều di sản văn hóa giá trị. Qua đó, tác giả kêu gọi cộng đồng cùng nhau bảo vệ chủ quyền, chung vai góp phần phát triển đất nước. Với chủ đề thiền, album gồm 15 ca khúc được sáng tác dựa trên nội dung các bài kinh trong tạng Pali gồm Tứ Niệm Xứ, 16 hơi thở chánh niệm và kinh Người biết sống một mình. Với 22 nhạc khúc về cuộc đời Đức Phật, tác giả lấy bối cảnh về sự ra đời của Đức Phật tại vườn Lâm Tỳ Ni, phác họa bức tranh về cuộc đời Đức Phật, kêu gọi chia sẻ chân lý của Đức Phật nhằm giúp mọi người sống hạnh phúc và an vui hơn.